Dạo này bí ideal quá ta. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của nhóm nghiên cứu tinh thể HCRT và mình là Sơn Tùng. Thì trong mùa dịch vừa qua thì mình có dọn lại cái kho hóa chất nhà mình, thì mình đã phát hiện ra mình có một số loại hóa chất mà mình chưa từng có tinh thể bao giờ. Thì ở đây mình có một cái bọc axit oxalic. Đây là một axit hữu cơ hai chất ha. Mình sẽ để cái công thức phân tử của nó đây. Thì mình nghĩ là nó sẽ có dạng là tinh thể trong suốt vì cái bộ nó là màu trắng. Thì do là mình chưa nuôi bao giờ nên là hôm nay mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm nuôi thử tinh thể axit oxalic để xem cái cấu trúc của nó như thế nào ha. Ok, vào thôi nào. Vì là nuôi lần đầu tiên nên là mình sẽ pha một cái lượng nhỏ thôi. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là cái cốc 250ml. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây khoảng 150ml nước. Sau đó thì mình có tra cứu trên mạng thì độ tan của axit oxalic cũng khá là tốt, khoảng 80g cho 100ml nước tại 80 độ C. Thì ở đây mình đã cân sẵn 80g, thì mình sẽ cho 80g bột và chất tan này vào trong dung dịch ha. Cho từ từ vào. Mình sẽ cho hết cái cốc 80g này vào luôn nha các bạn. Các bạn có thể dùng một ít nước để tráng phần hóa chất còn bám ở trên cốc. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đem cái cốc này đi hòa tan nha các bạn. Mình sẽ đem xuống bếp để mình đun. Mình sẽ đun cho đến khi chất tan trong cốc tan hết nha các bạn, khoảng 15 phút. Và sau khoảng 10 phút khuấy thì mình đã có một cái dung dịch khá là đồng nhất nha các bạn, rất là trong suốt. Thì mình sẽ cho một ít dung dịch bão hòa của axit oxalic vào cái dĩa Petri để tạo mầm. Khoảng chút để chúng ta có mầm. Còn phần còn lại thì mình sẽ vẫn để dung dịch bay hơi bình thường ha. Cái này thì mình sẽ để làm mầm. Và bây giờ mình sẽ để qua đêm xem sáng mai mình sẽ có thu được cái tinh thể hình dạng như thế nào nha. Bây giờ sẽ hẹn gặp lại ngày mai. Sau một đêm thì các bạn có thể thấy là chúng ta có những tinh thể trong suốt ở dưới đáy cốc cũng như là trên dĩa Petri. Thì các bạn thấy xung quanh ở dĩa Petri nó hơi ẩm ha. Đây mình nghĩ là do tinh thể nó bị mau dẫn thì nó dẫn cái dung dịch ra làm ướt tờ giấy. Thì chúng ta sẽ lấy cái dĩa Petri ra xem trước. Chúng ta có những cái tinh thể bạn thấy không? Thì chúng ta có những cái tinh thể hình kim, hình que thẳng trong suốt. Bây giờ mình sẽ zoom lại để xem ha. Rồi, và ở đây chúng ta sẽ nhìn rõ hơn về cấu trúc của tinh thể axit oxalic ha. Thì các bạn thấy đó, chúng ta có những cái đơn tinh thể hình kim rất là dài và dẹp ha. Thì theo như thông tin mình điều tra trên các trang báo khoa học thì chúng ta có tinh thể oxalic là hệ trực thôi. Và khi kết tinh nó sẽ kết tinh dưới dạng là tinh thể ngậm hai nước ha các bạn. Mình sẽ để công thức ngậm nước ở đây. Các bạn thấy rất là đẹp. Và cái thanh nó cũng khá là vừa. Còn ở trong cái cốc này thì sao? Chúng ta sẽ xem luôn ha.
Và trong cái cốc Peshe hôm qua mình nuôi thì sau một đêm thì chúng ta có rất là nhiều cái tinh thể nhỏ. Thì có vẻ như là cái độ tan, cái nồng độ trong cái cốc dung dịch nó khá là lớn và nó kết tinh khá là nhanh á. Cho nên là cái tinh thể nó rất là bé và chúng ta thấy là một bãi luôn. Các bạn như là như vậy thì chúng ta có hình dung chung là tinh thể axit oxalic thì chúng ta sẽ có là dạng hình que ha, hệ trực thôi và ngậm hai nước. Thì nếu như bạn nào có điều kiện, các bạn có thể nuôi lâu dài và bự hơn nữa thì các bạn có thể nuôi và đăng lên cái nhóm của nhóm nghiên cứu tinh thể SCT để chia sẻ với mọi người nha. Ở đây thì mình vừa lấy ra khỏi dĩa Petri một cái thanh đơn tinh thể. Các bạn thấy cái thanh này nó cũng khá là bự ha. Thì so với ngón tay của mình nó như vậy à. Thì đó là đơn tinh thể của axit oxalic. Các bạn nếu bạn có điều kiện các bạn hãy nuôi bự hơn ha. Thì hôm nay mình chỉ nuôi để trải nghiệm thôi, cho nên là mình chỉ dừng lại ở kích thước như thế này thôi. Và đó cũng chính là video hướng dẫn trải nghiệm nuôi tinh thể axit oxalic mà mình vừa thực hiện ha. Thì chúng ta sẽ cần tóm tắt những thông tin chính sau đây. Thì axit oxalic là tinh thể trong suốt, hệ trực thoi, có hình dạng dài và hẹp hẹp, có công thức cái tinh thể là tinh thể ngậm hai nước. Và đây là sản phẩm của mình vừa trải nghiệm nuôi được. Thì các bạn nhớ ủng hộ và đăng ký kênh cho nhóm tinh thể HCRT để chúng mình có thể làm ra nhiều nội dung hay và hấp dẫn hơn nha. Nếu như các bạn có yêu cầu nào đó thì hãy comment bên dưới để chúng mình đọc và lên ý tưởng nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ok, bây giờ dọn phòng thí nghiệm thôi, quá chừng.